Thì do cái thực tế cuộc thi hôm nay là gần 90 thí sinh. Phải nói là một cái số lượng thí sinh tuy một trường đại học mà tôi đánh giá là còn cao hơn cả những cuộc thi tầm quốc gia mà tôi đã từng chấm. Cho nên tôi đang nói là để cho thời gian cho Nguyễn có thời gian calm down là thời gian ha, thì chuẩn bị ha. Thì chắc là ban giám khảo và ban tổ chức cũng thống nhất là chắc là chúng ta sẽ xin skip cái phần phỏng vấn, tại vì sẽ không đủ cái thời gian gần 90 thí sinh của sáng nay. Thì thật ra với thí sinh đầu tiên thì thầy cũng hiểu là bao giờ các bạn đầu tiên sẽ rất là căng thẳng và áp lực, đặc biệt ở trước đông người, mặc dù Nguyễn là một thành viên đã tham gia rất nhiều các cái hoạt động về người mẫu của câu lạc bộ người mẫu, cũng như là một gương mặt quen thuộc của ấn phẩm nhà trường, từ các cái ấn phẩm video nè, ấn phẩm hình ảnh nè, nhưng ở một chút sân khấu và trước một cái áp lực của đám đông cũng như là các bạn giám khảo thì em cũng là rất là gọi là bị mất đi cái tự tin của mình, đúng không? Thì hôm nay thôi bây giờ bắt đầu câu hỏi đầu tiên cũng như là chúng ta để chào sân ha. Thì một câu hỏi thôi để dành cho em là trường của chúng ta một năm như vậy là 500 sự kiện và 60 câu lạc bộ khác nhau, rất là phong phú, vì sao em chọn Miss US để thi lần này? Xin cảm ơn. Và em vừa thấy mình có một cái dấu ấn sâu sắc gì đó về em muốn thông qua cuộc thi này, em muốn để lại một cái dấu ấn đó sâu sắc cho bản thân mình trong 4 năm đại học, và muốn trải nghiệm nhiều thứ và muốn trải nghiệm và muốn phấn đấu hơn và để phấn đấu hơn. Và xin cảm ơn phần trả lời của Nguyễn, và chắc là xin phép là chúng ta sẽ tiếp tục phần các vấn của các thí sinh. Thì hôm nay số lượng thí sinh là tới gần 90 bạn.